Rồi. Trong video này thì mình sẽ mở hộp cái bộ cáp sạc Samsung mình mua trên Shopee. Sau quảng cáo là hàng chính hãng nhé. Nhưng mà chắc chắn là mình biết là cáp sạc Samsung ở Việt Nam khá là nhiều. Tuồn ra ngoài rất ở Việt Nam mà, nên là cái hàng mà tuồn ra ngoài rất là nhiều. Đó. Đây là cái siêu pin này, một cái chọc sim, hai cái siêu pin, cái giá này mình mua khá là cũng khá là rẻ thôi. Để cắm cặp C2C Việt Nam luôn đó. Cái hàng này những shop bán hàng điện thoại, hàng đặc biệt là hàng xách tay, hàng qua sử dụng họ nhập rất là nhiều. Nhập cái số lượng hàng chục nghìn cái, nên là giá rất là rẻ. Khi các bạn họ nhập số lượng lớn nên giá chỉ vào tầm mấy nghìn hoặc là 5 nghìn, 7 nghìn cái. Họ bán ra với giá tầm 15-20 nghìn một cái. Thì không tưởng luôn. Cao dài hơn, cắt của mic tai xin dài hơn này. Cắt này dài khoảng độ, mình nhớ là hôm nay cắt tầm 1m2. Ở đây không ghi nhưng mà mình đoán tầm đấy. Có chữ Việt Nam. Đây là cặp micro USB, USB. Cặp sạc giá quá rẻ như này, chả lý do thì chúng ta không dùng. Phải mua ở ngoài quán hàng trôi nổi. Sau này của sạc QuickCharge 2.0 mình thấy nó chất lượng hoàn thiện của nó cũng khá ổn, không đến nỗi này. Mình cũng không cổ sạc thì mình không biết rõ đâu, bởi vì cổ sạc Samsung mình chưa mua máy Samsung nào đập hộp nên là không biết cổ sạc trong trong hộp nó sẽ như thế nào. Rồi, cái link mình mua mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Shopee nhé.